chúng ta xem lại tình huống này. Tình huống mà Tuấn Tài treo bóng vào trong và Nhâm Mạnh Dũng lắc đầu đầy hiên ngang để ghi bàn thắng mở tỷ số. Vâng, Phan Tuấn Tài đã tạo ra một đường băng với cú tạt bóng chính xác tới từng cm và Nhâm Mạnh Dũng cắt cánh với một pha đánh đầu không cho Cao Huyên một chút cơ hội nào. Tôi bây giờ khẳng định rằng đó là một khoảnh khắc châu Âu ở sân cỏ Đông Nam Á. Tất cả đều tuyệt vời trong tình huống này. Không thể tin được khi chúng ta đã ghi bàn thắng.